Với cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho bà con về cái kỹ thuật chôn trụ sống hay gọi trụ gòn á. Thì sau khi mình khoan lỗ là với cái thước là 40-60 á, thì mình thả trụ gòn luôn. Thì gòn này cũng mới mua về, thì sẵn mình thả xuống luôn, mình chôn luôn. Thì chôn á thì bà con yêu cầu mình chôn á là giữa cái miệng của cái bồn á, của cái bồn khoan vừa khoan á, thì mình chôn cho chặt, rồi sau đó chúng ta lấp đất đi. Khi mà lấp đất xong á thì chúng ta khi một cái giai đoạn tưới nước á thì chúng ta mới lấy chân đẩm xuống cho nó chắc chắc, còn mới lấp đất thì cũng không cần chắc mấy đâu. Vì trồng xong thì khoảng cỡ chiều mát á, hoặc sáng mai mát á, thì chúng ta tiến hành là tưới nước luôn. Tưới nước rồi chúng ta lấy chân dậm về cho cái gọn nó chắc đi, nó không lung lay. Thì nhớ là khi mà trồng á thì chúng ta giống cho nó thẳng hàng cho đẹp, chứ chừng khi mà lớn lên nữa trồng tiêu xuống thì lên mình thấy cái trụ nó xi nó sẹo quá thì nhìn thấy nó không đẹp đấy. Thì cái việc trồng trụ sống gòn thì nó dễ, cây gòn trồng nó là sống liền, nó không như những cây khác, nên bà con yên tâm thì cứ thả xuống dưới trụ lắp đất lại thôi. Rồi sau này thì vài hôm nữa mình tưới nước xong bắt đầu mình tiến hành xuống tiêu luôn. Thì với cái clip này thì bà con cứ xem hết các clip đi, mình trồng toàn bộ mình trụ sống đó. Trụ sống là trụ gòn hết. Sau thời gian trồng thì chúng ta tiến hành bào gòn, bào thân gòn để cho tiêu nó bám á. Thì mình cũng làm có clip và kỹ thuật bào gòn cho tiêu bám rồi, thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi. Vài bữa mình sẽ làm toàn bộ đầy đủ cái clip cái giai đoạn bón phân lót để trồng tiêu này, giai đoạn bào gòn, giai đoạn xuống giống nè, và giai đoạn dân dây như thế nào cho cây nó mát nè. Thì qua clip này thì bà con cứ xem, nhớ đăng ký kênh, chia sẻ. Mình sẽ làm những video về cái nông nghiệp của bà con nông dân ở Đắk Lắk, những hình ảnh gắn liền với cuộc sống chúng ta làm nông hàng ngày, nó rất là thực tế và nó rất là phổ biến về những cái kỹ thuật, về những khâu như thế nào bà con có thể xem tận mắt và ấy luôn. Thì một lần đi quay ra những cái clip này thì rất tốn thời gian, nên bà con cứ đăng ký cho mình để có động lực làm cho bà con xem những clip tiếp theo. Đây là cái lá tiêu mình vừa trồng xuống, thì mấy thì cũng đang khoan lắm, khoan xong rồi trồng liền luôn chứ đâu có để lâu đâu, gòn cũng được sẵn hết rồi. Thì tính xuống một số chanh dây nữa, cứ trồng gòn xong rồi mình tính tiêu, còn những cái hố nào không trống á thì mình tiến hành trồng chanh dây luôn. Thì sau thời gian cũng tiêu lên lâu quá thì mình ăn chanh dây một thời gian. Thì bà con có thể xem đi và vận dụng xem cái mô hình của mình làm có hiệu quả không, nếu hiệu quả thì bà con cứ làm. Đây là với mô hình của mình làm ở vườn của mình. Xin chào bà con.